Sáng nay, tại đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai tỉnh tổ chức ghi hình chương trình lưu giữ hồn quê với sự tham gia của đội thi phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên và xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên. Đây là chương trình đặc biệt có sự giao lưu văn hóa của hai địa phương gắn bó bên hai bờ sông Hồng và cùng đi vào câu ca. Trăm cảnh, nghìn cảnh, không bằng bến Lảnh đền Mây. Hai đội cùng tham dự 4 phần thi. Trong phần thi Bức tranh quê hương, khán giả được thưởng thức tiết mục hát múa đặc sắc là Hưng Yên quê tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Thạch, lời thơ Vũ Văn Toàn và Quê mình Mộc Nam, sáng tác Sĩ Thắng. Phần thi Kể chuyện làng tôi, hai đội mang đến tiểu phẩm hài hước, ngắn gọn nhưng truyền tải thông điệp cuộc sống sâu sắc ý nghĩa về tình cảm gia đình, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương cùng những giá trị văn hóa đặc sắc. Trong phần thi Khéo tay hay nghề, hai đội thể hiện phong tục truyền thống trong Tết cổ truyền với phần thi Gói bánh chưng. Ngoài ra, khán giả còn được hòa mình vào không khí sôi nổi, vui nhộn qua những trò chơi dân gian đặc sắc hấp dẫn. Chương trình sẽ được phát sóng và đăng tải cùng thời điểm trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam vào dịp Tết Giáp Thìn.